Ghi nhận tại đê sông Lam đoạn qua xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tình trạng sạt lở đang rất nghiêm trọng. Sạt lở đã ăn sâu vào đất canh tác của người dân, tiến gần chân cầu Yên Xuân Mới và áp sát chân đê. Tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, sạt lở nhiều diện tích đất, áp sát gần vào đê Tả Lam. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Xá cho biết, hiện đợt mưa lũ tháng 10 năm 2022 và cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay, tình trạng sạt lở sông Lam ngày càng nghiêm trọng. Hiện sạt lở có chiều dài khoảng 600-700m, ăn sâu vào trong khoảng 30-50m. Bà Tuyết cho biết, chúng tôi đã hai lần phải di chuyển biển báo khoảng cách an toàn. Chúng tôi cũng vừa báo cáo lên huyện, cũng như kiến nghị cấp có thẩm quyền để khắc phục. Nhưng xem ra chỉ có đầu tư xây dựng kè thì mới có thể chống chọi được với sạt lở như đã và đang xảy ra.